Thông Nữ Miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Xin chào. Ngày hôm nay thì con với lại chị ba đang có mặt tại khu dân cư. Thì khu dân cư này thì hôm trước thì con cũng đến tặng một lần rồi, nhưng mà cũng còn có khá là nhiều cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Thì đa phần các cô chú ở đây là thuộc theo diện mà hộ nghèo, cận nghèo do khu sạt lở rồi nhà ở dưới sông thì người ta chuyển lên khu dân cư này để ở. Thì hôm nay rất là may mắn luôn, được Mạnh Thường Quân đó là anh Hùng ở Canada hỗ trợ 24 phần quà. Nằm giúp cho bà con vượt qua phần nào khó khăn trong cái mùa dịch. Ngày hôm nay mỗi phần quà trị giá là 324.000 đồng, thì bao gồm có 10 kg gạo. Gạo này là loại gạo ngon nha, gạo Đài Thơm 8. Trong đó có một thùng mì là giá 65.000 cộng niêm nhu yếu phẩm, gồm có là mở ra giùm em anh chị. Một chai dầu ăn nè, rồi một chai nước tương, một chai nước mắm, nửa ký bột ngọt và một ký đường. Thì do tình hình ngày hôm nay thì hàng hóa rất là khan hiếm, thì giá có tăng lên một chút xíu, thì mong anh Hùng thông cảm dùm cho tụi em nha. Thì mỗi phần quà trị giá ngày hôm nay bà con đến nhận là 324.000 đồng. Dạ, em cũng xin phép anh để phát cho bà con để về. Dạ, hôm nay thì phát quà cùng thì dùng có Lộc với lại anh Truyền phụ tiếp cho hai chị em. Dạ. Cô nói cảm ơn nhà tài trợ rồi. Cảm ơn nhà tài trợ. Dạ. Giúp đỡ hộ nghèo. Dạ, anh Hùng ở Canada gửi tặng cho cô nha. Cảm ơn. Chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ, anh bưng tiếp nha anh chị. Con phụ cô phần. Dạ. Anh Hùng ở Canada gửi tặng cho bà nha. Dạ. Chúc gia đình nhiều sức khỏe nha. Cô cảm ơn nhà tài trợ. Được rồi anh, được, bà tự nói được rồi. Dạ. Anh bưng tiếp đi anh. Rồi mình đi về nhà luôn, nha. Dạ. Dạ. Anh Hùng ở Canada gửi tặng cho bà nha. Anh truyền tiếp nha anh Truyền. Anh Truyền chỉ nhiệm vụ là phụ tiếp mấy cụ già giùm em được rồi. Dạ. Anh Hùng phụ tiếp bà đi, để bà nặng lắm đó anh Hùng ơi. Anh Truyền. Có ai tiếp bà không? Tiếp à, anh Truyền túc tiếp cái đó đi cho bà về. Cảm ơn. À dạ. À, dịnh dùm con. Dạ. Không mời cô nha. À, phần này là của anh Hùng ở Canada gửi tặng đến gia đình mình nha. Chúc gia đình nhiều sức khỏe. Dạ, cảm ơn. Dạ. Anh Hùng, dạ cảm ơn. Dạ. Hay là của cho nhà tài trợ giúp cho mấy hộ nghèo. Dạ dạ. Mà mấy cô mấy chú. Dạ, phần này là của anh Hùng Canada gửi tặng gia đình mình nha. Dạ. Dạ. Anh Truyền tiếp đi anh Truyền. Dạ. Phần này là của anh Hùng ở Canada gửi tặng đến gia đình mình nha. Chúc gia đình nhiều sức khỏe. Dạ. Anh vô đó bưng phụ em đi anh Truyền. Dạ. Phần này của anh Hùng ở Canada gửi tặng đến gia đình mình nha. Cảm ơn. Dạ, chúc gia đình nhiều sức khỏe. Dạ. Chú vâng được không chú? Dạ. Ở đây có nhiều người, cô chú lớn tuổi quá anh Truyền. Người già không à? Dạ. Dạ. Này anh Hùng ở Canada gửi tặng gia đình mình nha. Chúc gia đình thật nhiều sức khỏe. Rồi, xin cảm ơn cô nhiều ha. Dạ, dạ. Chúc cô mạnh khỏe. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, chú cẩn thận nha. Dạ. Dạ. Dạ đúng rồi, vậy cho anh ta dễ bưng. Cảm ơn. Dạ, anh Hùng ở Canada gửi tặng gia đình mình nha. Chúc gia đình nhiều sức khỏe. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Để chút xíu đi anh Truyền, từ từ mình giảng ra với người ấy á, đừng có tập trung nhiều quá anh sợ bị la. Rồi. Rồi, anh Hùng tặng em nha. Bưng nổi không nhỏ? Bưng nổi không? Đây đây cô sắp tiếp cho. Nhiều quà quá nặng hết con. Rồi, chúc gia đình con nhiều sức khỏe nha. Rồi, cẩn thận. Rồi, hôm qua anh Hùng gửi tặng gia đình mình nha. Chúc gia đình nhiều sức khỏe. Dạ, mình có thể bưng rồi đó. Dạ. Dạ. Rồi, phần quà của anh Hùng gửi tặng gia đình con nha. Chúc con nhiều sức khỏe. Nè, con bưng đi. Con bưng về đi. Mời chú. Dạ.
anh Hùng gửi tặng gia đình mình nha chú. Dạ. Cảm ơn, gửi lại cảm ơn. Dạ. Chúc gia đình nhiều sức khỏe. Dạ. Cẩn thận nha chú. Thôi. Cảm ơn. Anh Hùng gửi tặng gia đình em nha. Dạ. Chúc gia đình nhiều sức khỏe. Anh đẩy lên đi đây. Thôi. Anh Hùng gửi tặng đến gia đình anh nha. Chúc gia đình nhiều sức khỏe. Bưng được không anh? Cẩn thận nha. Cẩn thận đó. Thôi. Rồi, cảm ơn nha. Dạ, anh Hùng gửi tặng anh nha. Rồi. Chúc gia đình nhiều sức khỏe. Đây. Dạ, con mời cô. Dạ, phần này của anh Hùng gửi tặng gia đình mình nha. Chúc cô nhiều sức khỏe. Rồi, xin cảm ơn nhà tài trợ. Dạ. Cảm ơn rất dạ. nhiều. Dạ, cô. Mùa dịch này mà có cái này cứu tế thì quá mừng. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Dạ, con gửi cô phần quà nha. Rồi, này anh Hùng gửi tặng. Cảm ơn. Dạ. Chúc gia đình cô nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ, cẩn thận nha cô. Cô, chi như sao ba? Cô để hai cái tay lên đi, con dịnh cho. Nè, nè. Cô để hai cái tay cô lên đi, cô dở hai cái tay ra đi rồi con để cho. À, không, cô cầm gì nè, cô cầm gì nè. Gì đi ha. Dạ đúng rồi. Rồi. Cẩn thận nha con. Rồi, cẩn thận. Cảm ơn. Dạ, cẩn thận. Dạ, đây phần quà của chị nha. Này của anh Hùng gửi tặng. Chúc gia đình mình nhiều sức khỏe. Tiếp đi con. Vậy là chị lấy cái này với cái này đi trong ngăn cầm cái này. Rồi, được không chị? Rồi, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn. Được nhiêu phiếu rồi chị? Vậy là còn 24 phần, 5 phần, vậy là còn 19 phần. Hết là 19 phần rồi đó. Là còn 5 phần. Dạ, anh Hùng ở Canada ơi, hiện tại thì mấy chị em đã trao tặng cho bà con ở khu dân cư rồi. Là 19 phần rồi, thì còn lại 5 phần nữa sẽ tiếp tục mà trao đến cho mọi người nha. Dạ, thì hiện tại thì cũng có một cô đã đến rồi. Dạ, đây phần quà anh Hùng gửi tặng gia đình mình nha. Chúc gia đình mình nhiều sức khỏe. Dạ, dạ. Cô, anh chị vẫn tiếp con em mình nha. Nhà cô đâu cô? Ở bên đây nè. Dạ hả? Cái này mùa dịch rồi cô có đi làm gì không? Không. Dạ. Bệnh rồi mổ bây giờ nào cũng được 4 tháng mấy. Dạ cô mổ gì cô hả? Mổ nang thận nè. Dạ. Nên hàng ngày thì mình làm công việc gì cô? Đi bán ba cái chổi dọc đường nữa rồi giờ mổ bây giờ không có gì nữa. Dạ cô mổ ở đâu cô có thể cho con biết được không? Cô có thể vô trong đi cô, chị vô cánh trong đi. Quan mình nè. Dạ. Mổ bao nhiêu lần rồi? Mổ 3 lần. Dạ có thể cho con xem vết mổ được không? Được đây nè. Hàng gia đình cô con đông không? Cái đó là mình mổ cho cái vị trí này. Dạ. Cái đó rồi là mình mổ ruột thừa. Đâu cô dở lên con coi đi. Nhiều vết mổ gì đó hả? Rồi mổ nang thận. Mổ nang thận phía sau nữa. Ừ. Dạ, hiện tại giờ cô sống cùng với ai trong gia đình? Út với ông chồng. À. Thì hiện tại là cô không đi bán chổi được rồi ông xã làm nghề gì? Bây giờ dịch thì không có làm gì được hết trơn luôn đó. À. Rồi hàng ngày thì cô với lại chú sống như thế nào? Thì bây giờ có ta cho gì thôi. À, rồi cố gắng lại ăn tiết kiệm lại rồi sống cho qua cái mùa dịch này. Thôi con xin chúc cô với chú thật nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn nhiều. Dạ. Cô có cần con giúp gì không để cho cô về không hay là mình để gì chở được rồi? Để cô giúp. Dạ rồi. Cảm ơn nha. Dạ cô. Dạ. Dạ. Phần quà của anh Hùng gửi tặng gia đình mình nha chú. Chúc dạ. chú nhiều sức khỏe nha, chú có thể bưng được không vậy? Được. Dạ dạ. Dạ, đây là phần quà của chú. Dạ. 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 Đây là phần quà của anh Hùng gửi tặng nha chị. Dạ rồi, cảm ơn. Dạ, chúc gia đình nhiều sức khỏe. Dạ rồi. Dạ. Cảm ơn nhiều nha. Dạ. Không phần nó chắc không chắc nhưng con với anh chị chắc lên luôn đi. Chắc không sao đâu ha. Đây, phần quà của anh Hùng gửi tặng gia đình mình nha. Chúc gia đình nhiều sức khỏe. Dạ. Còn một phần. Như vậy là mình đã phát hết 23 phần, còn phần nữa. Phần có nhịn hay gì á. Dạ.
Thì anh chị có thể là kêu cái người ở đó là nhận giùm em luôn nha. Dạ anh Hùng ơi, hiện tại thì mấy chị em cũng phát hết 23 phần rồi, còn lại một phần thì tiếp tục sẽ chờ người dân đến để nhận nha. Dạ anh Hùng ơi, còn một hộ thì anh cũng đang đến để nhận luôn nha. Đây là phần quà của anh Hùng gửi tặng đến gia đình mình nha. Chúc anh nhiều sức khỏe. Đây là phần quà của mình. Dạ. Bưng nổi không anh? Không nổi, em nhờ anh chuyển tiếp. Được rồi. Dạ rồi. Đi rồi. Rồi anh về đi, anh cứ về nhà của mình. Dạ. Hôm nay thì hai chị em thật sự rất là vui luôn khi được đại diện anh Hùng ở Canada trao tặng 24 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn ở đây, gồm có 10 kg gạo, một thùng mì và nhu yếu phẩm. Thì mỗi phần như vậy trị giá là 324.000 đồng. Thì cũng xin chân thành cảm ơn anh và gia đình rất là nhiều. Thì em xin chúc anh và gia đình luôn luôn có nhiều sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống nha. Chào anh, chào các bạn.